Quên rồi, cho anh hỏi. Xin lỗi, tôi có bạn trai rồi. Nhưng mà em ơi, anh bị điếc à? Tôi đã nói là tôi có bạn trai rồi mà. Còn điên, bố mày chỉ muốn hỏi điên thôi mà. Cậu làm người yêu tôi nhé. Đứng đó mà mơ đi. Sẽ hơi tập bơi à? Cậu có nghe đó tớ vừa nói cái gì không? Có chứ. Vậy tớ hỏi gì? Làm người yêu tớ nhé. Ok, tớ đồng ý. Em là người phụ nữ duy nhất trong số những người anh đã từng yêu, quỷ sứ. Sư à, từ lúc yêu nhau, nó luôn bỏ hình sư trong ví. Hình sư à, để làm gì thế nữa? Để mỗi khi gặp khó khăn, xui xẻo thì nó lại lấy hình sư ra ngắm. Hi, vậy à, phải lúc đó nó nghĩ gì? Lúc đó nó nghĩ, mình có một con bồ chua ngoa đánh đá thế còn chịu đựng được. Thì chuyện gì mà mình không chịu đựng được chứ? Bà giết mày! Cháu lên bà, cháu đi mâu sao? Cô thương cháu vì cháu to nhất trường. To nhất trường mà lại ngu nhất lớp. Cháu ngu nhất lớp nhưng cháu to nhất trường. Mòn đã yêu một người, đang yêu và mãi mãi yêu. Người ấy không đẹp nhưng cực kỳ cô ta. Người ấy không hiền nhưng lại luôn tốt bụng. Nếu người ấy chết thì Mon cũng không sống nổi. Và Mon luôn muốn nói rằng Mon yêu Mon nhất trên đời. Thưa thầy. Hả? Thầy cho em hỏi What là cái gì ạ? Ừ, đúng rồi đó, What là cái gì đó. Thầy nói sao? What là cái gì ạ? Ừ thì What là cái gì? Rốt cuộc What là cái gì? Thôi được với tôi à? What là cái gì chứ còn cái gì nữa hả? Trời ơi, What là cái gì mà thầy hỏi tôi nữa hả? Hình này, trên Facebook đang tràn lan các status nhảm câu like. Nào là like điểm nhận, like nếu thấy đáng thương. Dạ, hôm nay nó đang nghĩ ra một cách câu like rất tốt. Đó là, hãy like nếu bạn không muốn like. Chuyện tình yêu của cậu dạo này thế nào rồi? Chúng ta chia tay hơn một tháng rồi. Từ lúc chia tay đến giờ, anh ấy rượu chè bê tha lắm cậu à. Thằng đó ăn mừng lâu vậy à? Nó đang đi trên đường, gặp một ông người nước ngoài. Đợi mờ thằng Tây. What your name? My name is No. Mẹ thằng No. Rồi, ra đây nấu cái này nè. Đợi xíu, đang đánh răng. Xong rồi, có gì nữa đi. À, không có gì. Hồi nãy cái bàn chải rất vô toilet á. Đã làm thành đàn ông thì không những phải có chỗ đứng mà còn phải cứng chỗ đó. Đừng có đập vào đâu. Để yên, tao đang chơi điện tử. Đừng để tao phải đứng dậy. Đợi mày xuống lối rồi con ạ. Ơ, bố à? Nợ, hãy cho thầy chỉ dụ về di truyền và môi trường. Còn giống cha là di truyền. Chính xác. Còn giống hàng xóm là do môi trường. Hả? Tôi chơi. Hôm nay sinh nhật mày được bố tặng cái gì thế? Các chú có thấy con ấy khác những ngoài kia không? Wow, what? Anh được tặng đôi dép có màu y như thế nhé. No, em hãy đặt một câu ví dụ về nghệ thuật nói lái xem nào. Dạ, nửa chữ là thầy mà, nữ chữa cũng là thầy à? Hả? Con, cho mình cái quần đi. Mày đã thấy tao cởi chuồng từ tầm 1 đến giờ hả?
Su ơi, I love you. I love you too. Cuộc đời thật lắm tai ương, cớ sao anh lại dễ thương thế này? Cuộc đời thật lắm yếu le, cớ sao em lại cù tè thế này? Cuộc đời đau khổ triệt miên, đi đâu cũng gặp lũ điên thế này. Anh lái xe ơi, anh về đâu đây? Anh về miền Tây. Cho em đi ấy. Lên cabin. Còn mama em nữa. Xuống thùng. Còn chồng em nữa. Xuống xe. Nhiều lúc đi xe ngoài đường rất muốn thả hồn theo mây, nhưng lại sợ rằng bay theo gió. Anh ơi, cho em ly trà đá. Cho anh không đường. Có liền. Anh cho em ly lip tông không đá. Ra ngay đây. Anh cho em một ly sinh tố thanh long không hạt. Ồ, mày vẫn chưa chết hạt cho em. Mày nói linh tinh gì thế? Có biết như vậy là đen đủi lắm không? Nè, lần sau nhất định tao sẽ sửa. Hôm sau. Ồ, mày vẫn còn sống hả cha em? Cái đẹp. Nô ơi, má sư đau quá. Sao, hết đau chưa? Rồi, nhưng cổ sư lại đau. Còn đau nữa không Su? Hết rồi. Ơi chàng trai có đôi môi thần kỳ, cháu có thể chữa được bệnh đau đít không? À được. Chú La Bia ơi, có chuyện gì thế hả xe cô? Nhà chú có cái khuôn bia không cho bố cháu mượn nè? Có chứ cháu. Cháu cứ về trước bà bố, lát nữa chú mang sang. Cái đẹp. Nô ơi, lấy cho bố viên thuốc ngủ. Vâng, bố đợi con chút xíu ạ. Nhanh lên, không tao ngủ mất giờ. Tao chán cảnh nghèo thế này lắm rồi. Giờ tao sẽ tìm cách đi cướp ngân hàng. Trước tiên phải mua một khẩu súng. Nhưng lấy tiền đâu ra mà mua? Đồ ngu, thì bây giờ đi cướp ngân hàng mới có tiền chứ. Ừ, thế mà thằng đéo nghĩ rằng hai chú nguy hiểm vãi. Nô, ngủ chưa con? Dạ rồi. Ngủ rồi sao còn trả lời? Nô, ngủ chưa con? Đồ thứ con mất dạy. Mẹ hỏi mà không trả lời hả? Trước đây tóc của bé Nô rất khô và sơ rối, nhưng từ khi bé sử dụng Downy một lần xả thì bé đã không còn dấu hiệu của tóc. Về đâu làm tóc xòa bên xe. Hạnh phúc là khi có một người hiểu mình, có một người yêu mình, có một người làm mình vui. Và quan trọng nhất là đừng để ba em đấy gặp nhau. Hôm qua đi chơi, gặp người ấy, mặt đối mặt nhìn nhau, cứ như vậy, rất lâu, mà đéo sắm được tiền. Này Sego, con mèo này nói được tiếng người đó, mày tin không? Xạo. Nghe nè, ê mèo, cái mặt thằng C tròn hay méo? Méo. Cái đẹp. Anh yêu, khi em thất nghiệp, anh đã ở bên em. Khi nhà em cháy, anh
cũng ở bên em. Bây giờ em đang bệnh, anh cũng ở cạnh em. Anh có biết em đang nghĩ gì không? Ở gần anh, em xui thấy mẹ luôn. Em làm không? Anh qua đó đi chơi nhé. Anh đi ô tô đó cưng. Mà khu nhà em tuyến nào đổ được không? Anh cứ đến, đứng ở đầu ngõ, lấy điện thoại nhà máy là em ra ngay. Em ra nhanh nhé. Đổ lâu là xe đi mất. Lại phải chờ 15-20 phút nữa đấy. Sao lại phải chờ chứ? Anh nói gì mà khó hiểu thế? Ờ thì đi ô tô biết. Ai mà chờ mình? Không có gì tiết kiệm thời gian và tiền bạc hơn là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Say oh yeah, say oh yeah. Mona, con bị thế này lâu chưa? Không lo mà suốt ngày sơn với trả thùng Antipin. Ba mẹ thì biết cái gì? Xếp tùng là vô đối. Sky mua năm. Mày coi trọng đó hơn cả bố mày hả? Tình yêu mà thiếu tình nhục thì khác nào tình đồng chí. Cuối cùng mình cũng đã đến nơi. Hey, Nobita. Mỗi ngày em đều đi đúng giờ, sao hôm nay đi trễ vậy? Dạ, sáng nay có hai chị hàng xóm cái lộn nè. Hàng xóm cái lộn thì mắc mớ gì em phải đi trễ? Dạ, một chị đòi lột áo chị kia, nên em cứ chờ mãi để xem ạ. Sáng chiều nay anh có bệnh gì không? Bệnh đi chơi rồi. Với ai? Với cô gái đẹp nhất trái đất. Chiều hôm đó. Hello, anh làm gì ở đây thế? Thì anh đã bảo anh đi chơi với cô gái đẹp nhất trái đất rồi mà. Anh làm em ngại quá. À, thế chị em có ở nhà không? Mình đã làm gì sai chứ? Anh thấy em nấu cơm hôm nay có ngon không? Đầy sức sống. Anh nói thật chứ? Ừ, em sống. Cơm sống, thịt sống, cá sống, rau luộc cũng sống. Đẹp. Mình chết rồi ba. Sáng nọ, Mon gặp một đám cưới. Đám cưới ai thế? I don't know. Ừ, vừa nhỉ. Buổi chiều, Mon lại gặp một đám ma. Đám ma ai thế? I don't know. Nghĩ cũng tội nghiệp cái thằng I don't know. Sáng nay mới cưới, mà chiều ra đã chết rồi. Nobita đâu con? Đang học trên gác mẹ ơi. Hả? Nô ơi, con đừng làm bố mẹ sợ. Chết rồi. Mọi hôm giờ này nó vẫn đang online Facebook mà. Thật là không thể tin được. It's been a long day. Hôm qua con bồ ta mặc váy, bị gió thổi tóc lên. Chắc nó đỏ mặt lắm hả? Mày nghĩ lúc đó tao còn tâm trạng mà nhìn mặt nó hả? Tối thứ bảy lại tới rồi. Nhìn vào nó phóng xe ngoài đường ôm nhau, ấm áp kinh khủng. Thèm thế. Ước gì mình cũng có cái xe nhỉ? Sau nhiều năm nghiên cứu, tôi đã nghiệm ra một điều. Người thông minh là người luôn biết nghi ngờ. Còn người ngu dốt luôn cho rằng chắc chắn.
Thầy chắc chắn chứ? Tôi chắc chắn. Anh đẹp trai ga lăng quá à? Làm gì có, anh bình thường mà. Ôi, anh lại còn khiêm tốn nữa chứ. Em nói quá lên rồi. Mới tội anh nhớ bị dụ quá, đã thế ngu, còn tỏ ra nguy hiểm nữa. Mỗi khi thầy hỏi xong, thì các em trả lời đồng thanh nhé. Theo các em, 1 + 1 bằng mấy? Đồng thanh. Này, đang học có muốn ăn mì gói không? Dạ, muốn quá chứ ạ. Vậy thì tốt, xuống bếp làm cho bố một gói luôn. À được. Anh em không đẹp. Anh có lấy người mẫu đâu. Em không xinh mấy. Anh có lấy hoa hậu đâu. Em nấu ăn cũng không ngon. Anh có lấy đầu bếp đâu. Em không dịu dàng. Anh có lấy thục nữ đâu. Trời, sao anh rộng lượng quá vậy? Vì anh có lấy em đâu. Đẹp. Này anh đừng anh hiếp em nhé. Tất nhiên rồi, vợ chồng ai lại làm thế. Anh hứa đi. Ừ thì hứa. Anh hứa lại đi. Anh hứa mà. Đàn ông các anh hay phụ bạc lắm. Anh phải hứa một lần nữa tôi mới. Thì tao là bảo tao hứa là làm rồi mà. Còn lời thôi nha, tao đấm cho về mồm bây giờ. Chỉ tay lên trời. Yêu em vô đối. Úp mặt xuống gối. Nói dối ngại nghe. Tại sao những người sản xuất bánh kẹo lại phải đeo khẩu trang? À, chắc để họ khó ăn nhụn. Giờ tao đã biết tại sao mày đeo khẩu trang khi dọn chuồng heo rồi. Em xinh quá, em tên gì vậy? Em tên là gái ạ. Đây là số điện thoại của anh, khi rảnh em gọi nha. Vâng. Thôi, con có điện thoại này. Alo, hola, em đó ạ. Ai gọi mà nghe giọng lạ vậy con? Gái gọi mẹ ạ. Hả? Mới tí tuổi đầu mà đã học đời. Alo. Bố à. Alo đây, nhậu không? Ok mày, ở đâu? Đâu cũng được, không quan trọng. Ok, thế mấy giờ? Mấy giờ cũng được, không quan trọng. Ok, thế nha. Đói thì phải ăn, khát thì phải uống. Các nhà khoa học gọi đó là định luật bảo toàn tính mạng. Em thích ăn rau muống không? Chuyển chủ đề đi anh. Thế em thích ăn rau dền không? Đừng có nói chuyện rau nữa, nói chuyện khác đi. Thế em thích ăn thịt lợn không? Không nói chuyện đồ ăn nữa. Thế mình nói chuyện với em nhé. Dạ. Thế em thích ăn rau dền không? Hãy cầm mồm lại cho bà này nha. Tao thấy con xù đang cặp với một gã to béo đó. Biết rồi, tao đang chờ đây. Mày chờ gì? Xong tập cho nó một trận đi. Thì chờ đến khi cô ta cặp với thằng nhỏ hơn. Dân tộc ta vốn có truyền thống tôn sư trọng đạo. Ủa?
cũng chạy ra đâu mất tiêu rồi ta. Che già mang mọc, rồi cũng sẽ đến lúc thầy của các trò qua đời. Khi đó các trò sẽ nhớt gì lên mộ của thầy mình. Thì ra mày nằm ở đây đúng là cái đồ khỉ gió chết bầm. Anh tên gì? Cô Trọng Nô. Anh ở đâu? Ở với ba mẹ tôi. Thế ba mẹ anh ở đâu? Ở với tôi. Thế ba mẹ anh với anh ở đâu? Chúng tôi ở với nhau. Vậy nhà anh ở đâu? Kế bên nhà hàng xóm tôi. Vậy nhà hàng xóm anh ở đâu? Ở kế bên nhà tôi. Đệt, sao cái gì cũng đổ cho ta thế? Áo mới của mẹ đẹp thế. Chắc là bố mua tặng chứ gì. Thế mà mẹ cứ chê bố không quan tâm. Xin lỗi tình yêu đi con trai. Đợi bố mày thì đến mày còn không có nữa là áo. Hello, mày học tiếng Anh ở trường nếu không? Cho tao hỏi khoai lang nói sao mày? Mày dốt thế, cái từ đơn giản thế mà cũng hỏi tao. Thế tao hỏi mày, khoai tây nói sao? Ừ, thì khoai tây nói là potato. Nhưng tao đang hỏi khoai lang mà. Mày ngu thế Doraemon. Khoai tây là potato. Thì khoai lang là polanto, chứ còn sao nữa hả? Bố ơi, loài nào là chúa tể muôn loài? Sư tử là chúa tể muôn loài. À, cho tới khi mẹ con xuất hiện. Thà đi nhanh mà tông thằng khác, còn hơn từ từ không mát mà để thằng khác ngó tông. Người sống ở miền biển thì có cá tính, còn người miền núi là thú tính. Vậy suy ra đồng bằng là đồng tính. Sao bia mới ban chiều, thế mà lòng sao buồn yêu là như bao điều. Muốn được ở bên thùng bia để uống cho nhiều. Là sao ta? Nói chung là bia đó, mà có phải đó là bia không? Mà sao vẫn bia lại thèm? Oh 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 oh. Không thể có bên bia lòng buồn vũ vơ. Mong sao con ta nhậu vội không say. Mong cho bao nhiêu bia nhậu vội không vơi. Nhớ về nhiều lắm, ước chi mình không xa. Người yêu ơi anh muốn cùng em nhậu cho say xa, không ngày bỏ về. Mình bên nhau đi đến hết đêm này. Ta là ai? Hồi đáng chí. Chúng ta muốn gì? Có một trí nhớ tốt. Nhắc là nào? Nhắc cái là gì cơ? Tình yêu là thứ không đổi được. Cái có thể đổi chính là người yêu. Và chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục Hỏi Xoáy Đáp Xoay. Như thường lệ, đồng hành cùng tôi MC Trần Móm là vị khách mời không thể thiếu, giáo sư Cụ Trọng C. Và chúng ta cùng đến với câu hỏi đầu tiên của vị khách có tên là NT ở địa chỉ cạp đất mà ăn @yahoo.com hỏi. Một em mặc váy cộng một em mặc váy cộng một em mặc váy là bao nhiêu em mặc váy? Tôi xin trả lời luôn, ba em mặc váy.
Vâng, có vẻ như bạn T đã biết trước câu trả lời của giáo sư, nên ở câu hỏi thứ hai bạn ấy có hỏi là: ba của giáo sư mặc váy lâu chưa? Yêu là biển, học sinh là thuyền, phụ huynh không có quyền cấm thuyền đi ra biển. Ê cu, sao mày phải vô đây? Vì tao bỏ rơi người yêu tao. Sặc, thế mà cũng phải ngồi tù á. Từ trên tầng 10 xuống. Tại sao có bà phù thủy mà không có ông phù thủy? Không có người đàn ông nào độc ác hơn đàn bà. Tại sao có mỹ nhân kế mà không có nam nhân kế? Họ không gian xảo như phụ nữ được. Tại sao có ông già Noel mà không có bà Noel? Tại vì đàn ông nhân hậu hơn đàn bà. Tại sao gọi là phụ nữ mà lại không có phụ nam? Vì con gái chỉ là phụ thôi. Chuẩn. Ê tao mập, tao đập dập chim. Nico chải tóc bên bờ suối. Ai đối lại được câu này tôi cho 10 điểm. Thầy cho câu đối khó quá. Nico làm gì có tóc mà chải? Hiệp sĩ mù đám đứa nhìn Nico. Buồn là buồn nhiều khi đêm là hú. Buồn là buồn nhiều lúc hú như điên. Buồn là buồn nhiều khi không thèm nói. Buồn là buồn nhiều lúc nói như điên. Alo, có phải bác đẹp đâu? Tôi là bố cái đẹp đây. Ai cần gặp bác làm việc quá gì? Cho tôi gặp bác đẹp ngay. Mày là thằng nào mà bố lão thế? Từ nay cấm bên mạng lại gần có tao nghe chưa? Tốt quá, đẹp vừa có bầu với cháu. Từ nay cháu xin nghe lời bác ạ. Người xưa có câu: củi tre dễ nấu, trồng xấu dễ xài. Sao đợi hoài chẳng thấy ai xài mình vậy ta? Như ta đã biết, con gái ăn rất từ tốn. Và từ tốn ở đây có nghĩa là ăn từ từ, nhưng rất tốn. Trăm năm kiều vẫn là kiều, mòn sao nguy hiểm được nhiều hơn nô. Cho anh nắm tay em một cái nhé. Cho anh ôm em một cái nhé. Cho anh hôn em một cái nhé. Này, cô bị câm à? Sao tôi hỏi mà không trả lời? Thế con này có bị sao không? Sao chỉ thấy nói mà không thể làm? À được. Hello, tao với mày chơi trò tìm từ trái nghĩa đi. Ok, chơi luôn, đang buồn đây. Bắt đầu. Đen. Không đen. Không đúng. Đúng. Im lặng. Không im lặng. Mày sợ tao không? Tao không sợ mày. Mày thì không sợ. It's been a long day. Em có thích anh không? Không. Thôi, anh về đây. Bình tĩnh nào đầu ngốc. Sao anh không hỏi là em có yêu anh không? Dạ. Em có yêu anh không? Không. Không.
Mê anh chưa? Anh tên là gì? Là anh Bảo. Anh vừa nói gì thế? Tôi hỏi anh tên là gì? Là anh Bảo. Anh nhớ mặt với tôi à? Đem ngay chứng minh lên đây. Thưa thầy đây. À được. Mình ngu, nhưng có nhiều kẻ ngu hơn, cho nên được gọi thông minh hơn người. Em sinh đâu bởi nụ cười, em sinh là bởi nhiều người xấu hơn. Mình đây đúng là một thiên tài nha. Mấy đứa con gái mà thấy được nhất định sẽ ngưỡng mộ mình cho coi. Rồi sau đó mấy bạn ấy sẽ nhờ mình dạy nữa. Thôi được rồi, bây giờ mình đi nha. Mình sẽ đi trổ tài một chút. Nobita này thiệt tình, có mấy trò giặt giảnh vậy mà cũng lên mặt. Mà thôi Nobita vui là được rồi, kệ cậu ấy đi ha. Ha, hôm nay mình tới đây là để biểu diễn á. Cậu nói thật đó hả? Đương nhiên rồi. Mọi người đang đợi mình có phải không? Chắc là vậy. Sao kỳ vậy? Sao mọi người còn chưa tới nữa? Vậy để mình gọi bạn họ tới nha. Vậy nhờ cậu nha. Được rồi. 1, 2, 3, 4. Mình giỏi thiệt. Chuyện là vậy. Thật ra mình chỉ nói giỡn với cậu ấy thôi. Bây giờ Nobita muốn mọi người tới coi ảo thuật đó. Các cậu giúp mình nhớ. Thật là quá đáng. Chuyện như vậy mà cậu ta tưởng thiệt được hả? Xin lỗi các cậu nha. Được rồi, mình sẽ biểu diễn thêm một lần nữa. Các cậu chú ý nhìn cho kỹ nha. 1, 2, 3, 4, 5. Lợi hại thiệt, hay quá nha. Hân hạnh, hân hạnh. Nè, bây giờ mình sẽ chỉ cho các cậu. Đây, rồi, các cậu làm thử đi nha. Không đâu, tụi mình còn lâu mới học được á. Học không được đâu. Thì yên tâm cũng dễ lắm mà. Lần đầu thì chỉ thử một viên thôi. Shizuka ơi. Là Sunio hả? Shizuka ơi. Xin lỗi cậu nha. Để mình ra mở cửa cái đã. Nè các cậu coi đi, mình mới vừa mua một bộ game mới nè. Nhưng mà cần phải 4 người chơi mới được. Có ai muốn chơi với mình không? Mình muốn chơi lắm. Còn có mình nữa. Vậy qua nhà mình chơi ha. Tụi mình được, đi được nha đó. Nhưng mà Nobita, cậu đi cùng nha. Mình cũng đi hả? Mà thôi, mình không cần đi đâu. Nếu như Nobita không đi thì mình cũng không đi đâu. Nhưng mà thiếu một người thì không đủ tụ đâu. Không sao đâu mà, cậu cứ đi đi, mình ở nhà cũng được. Nhưng mà mặc kệ mình đi. Cậu nhớ đi vui vẻ nha. Mình sẽ đi nhanh thôi. Cậu cứ đợi mình ở đây nha. Đành phải về ha. Rốt cuộc là cậu ngồi ở nhà ăn đậu phộng một mình hả? Cũng tại mình ăn nhiều quá, bây giờ khát khô cả họng luôn rồi. Nhìn vẻ mặt cậu ấy tươi cười như vậy thôi, nhưng mình chắc chắn là trong lòng cậu ấy đang rất là buồn. Mình nhìn sơ cũng biết chứ bộ. Mình quen Nobita đã lâu như vậy, nhưng lần này mới thấy cậu ấy vì con gái buồn lòng tới như vậy đó. Nhưng mà ngộ thiệt, tại sao bọn con gái lại vô tình tới như vậy? Được rồi, mình phải tìm cho Nobita một cô bạn gái thật tốt. Nobita, đợi mình một lát nha. Mình sẽ tìm một người bạn tốt cho cậu. Được rồi, bây giờ mình phải bắt đầu làm bài tập thôi. Doraemon. Sao rồi hả Nobita? Cậu có thích không?
Bạn ấy nhìn dễ thương lắm đúng không? Dễ thương thiệt. Để mình giới thiệu cho làm quen. Cậu này tên là Roboco. Roboco, rất hân hạnh được gặp anh. Không đâu, mình mới thật là hân hạnh được gặp cậu á. Vậy là từ giờ hai người sẽ là bạn tốt của nhau nha. Đợi mình đã Doraemon. Có tiền rồi hả? Cậu ấy xinh đẹp như vậy, có thật là cậu ấy sẽ làm bạn với mình không Doraemon? Cứ việc yên tâm đi, vì cậu ấy chính là robot kết bạn mà. Là robot sao? Mình đã thêm vài chức năng cho cậu ấy rồi, để thích hợp cho cậu đó. Cố lên, thôi mình đi nha. Có thật là cậu sẽ kết bạn với mình không? Đương nhiên là vậy rồi. Nhưng mà mình thì học yếu, thể ta thì lại dở. Sao cậu lại... Chính vì như vậy mà em mới thích anh Nobita đó. Anh Nobita chính là chàng trai Nhật Bản tốt nhất mà em từng gặp luôn. Lần đầu tiên mình được con gái khen, cảm giác này đúng là tuyệt quá đi. Phải rồi, để mình biểu diễn cho cậu xem trò này nha. Cậu sẽ thích cho mà coi. 1, 2, 3, 4, 5. Thiệt dài quá thì à. Anh Nobita giỏi thiệt đó. Mình vui quá à. Lần đầu tiên có người khen mình như vậy. Nhưng mà có điều ăn nhiều đậu phộng bây giờ làm mình khát nước quá rồi. Em hiểu rồi, chờ em chút nha. Cũng không cần nhiều tới giày đâu Roboco, nhưng mà cũng không sao. Cái này là bài tập hả? Không được đâu, đừng xem bài tập của mình mà. Mình làm sai bét hết rồi, cho nên mình không muốn ai nhìn thấy nó hết. Tuyệt vời quá. Anh làm sai nhưng mà có một phong cách rất đặc biệt. Cách làm sai của anh đúng là có một không ai, không ai sánh bằng hết. Roboco đang khen mình hả? Nhưng mà thầy của mình sẽ giận lắm luôn á. Nếu vậy thì để em giải giùm cho anh luôn để thầy khỏi la anh ha. Nobita, con đi mua đồ giùm mẹ một chút nha con. Dạ. Tội nghiệp anh Nobita quá. Chuyện này sao lại kêu nấy đi làm được chứ. Để con giúp bác nha. Đợi đã Roboco. Cậu cứ đợi đó đi. Mấy chuyện này cứ để mình làm không sao đâu mà. Anh Nobita tốt bụng quá à. Mình thấy hạnh phúc. Em quá cũng vậy đây. Đó. Hạnh phúc quá. Anh Nobita nè, từ bây giờ trở đi anh chỉ thích mỗi mình em thôi được không? Cậu cứ yên tâm đi, nhất định là vậy rồi. Mình chỉ thích mỗi mình cậu thôi, mình hứa luôn đó. Em vui quá à. Sao mạnh tài quá vậy? Anh có đau lắm không? Hình như là Nobita kìa. Lại ngồi chung với bạn gái xinh đẹp đó nữa chứ. Cậu ấy là ai vậy ta? Tại sao Nobita lại quen với cậu ấy? Đúng vậy đó. Nè, Nobita. Hãy mau chuẩn bị ăn đòn nè. To ghê thiệt. Dám đụng tới anh Nobita của ta hả? Quá đáng mà. Cậu thì là đáng sợ quá. Em có tới 1 triệu mã lực lẫn đó anh. Đối thủ có thần thánh phương nào thì em cũng sẽ bảo vệ được anh hết. Cảm ơn cậu. Nobita. Chào Shizuka. Lúc nãy cho mình xin lỗi cậu nha. Cậu đừng bận tâm à. Lúc nãy mình làm vậy là không đúng, cho nên bây giờ mình tìm cậu để xin lỗi nè Nobita. Không sao đâu mà. To gan thiệt mà. Dám nắm tay anh Nobita nữa hả? Gặp cậu sao nha. Trời ơi, nguy hiểm quá đây. Hả? Bô Chi, cậu khỏe không hả? Hả?
người thích ai khác ngoài em rồi mà. Nếu như có ai đó to gan lén phén với anh thì đừng trách sao em nhẫn tâm nha. Dạ mình hiểu rồi. Nobita, làm gì mà tới giờ này con mới về vậy? Lại đi La Cà ở đâu nữa có phải không? Dạ con xin lỗi mẹ. To gan thiệt mà, dám đặt đổ anh Nobita của ta sao? Ta sẽ cho bà biết tay. Nguy hiểm lắm mẹ ơi. Đừng mà, dừng lại đi, mình xin đó. Nobita, cô gái này là ai mà kỳ cục quá vậy? Cậu có con robot nào nhẹ nhàng hơn ông Doraemon? Mấy con đó thì mắc tiền lắm, mình đâu có tiền mà mua. Vậy hả? Đúng rồi. Mình xin chào, mình tên là Doraco. Chúng mình lại làm bạn với nhau nha. Trời ơi, thấy ghê quá. Kết quả đại học sao rồi con? Tin vui, tin buồn, ba muốn nghe tin nào chứ? Tin vui là gì? Con đâu rồi? Còn tin buồn, hồi nãy con nói giỡn. Nô ơi nô, nãy mua bánh rán hết 25k, ông chủ bù lại 85k, dư 10k. Mừng quá nên tao vắt chân lên cổ, chạy về đây liền. Thế bánh rán đâu? Dạo này tao hay bị nhức đầu, ngủ không được. Tao cũng hay bị nhức đầu lắm, nhưng cứ ôm vợ ngủ là hết ngay. Vậy bây giờ vợ mày có rảnh không? Ê, cứ tự nhiên. Thứ gì quý nhất của con trai? Viên ngọc trai. Vì sao phụ nữ thích dưa leo? Vì nó có thể dùng để đắp mặt. Cái gì qua tay phụ nữ thì cứng lại? Đồ sơn móng tay. Thứ gì nhấp nháp màu trắng mà phụ nữ rất thích? Sữa chua. Cái gì nằm giữa hai chân cô gái? Cẳng chân. Tại sao không nhận phụ nữ vào quân đội? Vì nghe lệnh nằm xuống, họ lập tức nằm ngửa ra. Tại sao gà trống ca hát được suốt đời? Vì nó có rất nhiều vợ mà chẳng có một bà mẹ vợ nào. Thế tại sao gà mái không có vú? Vì gà trống không có tay. Chuột gì đi bằng hai chân? Chuột Mickey. Vịt nào đi bằng hai chân? Con nào không bị què thì đi bằng hai chân. Trò gì càng chơi càng ra nước? Chơi cờ. Tại sao sư tử ăn thịt sống? Vì nó không biết nấu chín. A gọi B bằng chú, B gọi C bằng em, C gọi D bằng bác, D gọi E bằng bố. Hỏi A gọi E bằng gì? Bằng mồm. Điểm khác nhau giữa đàn ông và đàn bà. Đàn bà có thể nhưng không muốn, đàn ông thì ngược lại. Tuần nô, thánh quá nguy hiểm, bái phục. Hôm nay tao lại nhà sư ra mắt. Nếu tao có nói gì thì mày phải nói lại là: bác ơi, anh ấy khiêm tốn đó, rõ chưa mập? Rồi rồi. Chào mừng con đến với gia đình bác. Con có nghề nghiệp gì không? Dạ, con làm nhân viên công ty xuất nhập khẩu ạ. Bác ơi, anh ấy khiêm tốn đó, anh ấy là tổng giám đốc một công ty xuất nhập khẩu lớn. Wow, thế con còn làm nghề gì nữa không? Dạ, con là ca sĩ mới vào nghề ạ. Nó khiêm tốn đó bác ơi. Nô là ca sĩ dự bị, kim luôn quản lý nhóm nhạc thần tượng HAT. Em ạ. Con bị cảm à? Dạ không, con chỉ bị sổ mũi tí thôi ạ.
Nó khiêm tốn đó bác ơi. Nó nói bị viêm gan B và ho lao giai đoạn cuối rồi. Hả? Thật vậy không? Bác sĩ ơi, vợ con em thế nào ạ? Con anh sinh non, mới 35 tuần. Chết thật. Anh cứ bình tĩnh, hồi xưa mẹ tôi cũng sinh non đây này. Tội nghiệp thế, rồi có nuôi được không ạ? Alo, anh nghe này em yêu. Em sắp đi du học 6 năm, để anh một mình em lo lắm. Anh cũng sẽ nhớ em lắm, nhưng biết làm sao đây. Em lo anh sẽ có người khác, nên đã kể chuyện chúng ta xxx cho bố. Bố em sẽ kiện anh. Trong tù anh sẽ không tán gái được, cho nên ráng mà đợi em về nhé. Cuộc sống có giống cuộc đời? Các em trả lời ngắn gọn xem. Cuộc sống không giống cuộc đời, vì cuộc đời nó tơi bời hơn cuộc sống. Nô, mày có nhìn thấy Chúa không? Không. Thế mày có sợ thấy Chúa không? Đúng không. Thế tức là không có Chúa. Thế mày nhìn thấy não của mày không? Không. Mày có sờ được não của mày không? Cũng không. Vậy tức là mày không có não. Trong cuộc sống, nếu có ai chửi bạn ngu, thì bạn đừng tức giận. Bởi vì bạn ngu thì nó mới chửi. Yêu là đeo gông vào cổ, là làm khổ bản thân, là hao cân sút thịt, là mù tịt tương lai, là ngày dài trông ngóng, là tê cống con tim, là cuốn phim bất hạnh, là cảm lạnh giữa hè, là đè nát tâm hồn, là máu dồn lên áo, là bão táp mưa xa, là đô la tổn thất, là mất hết tất cả. Lúc nãy có nguyên con chuột chui vào bụng tao. Vậy sao không đi khám bác sĩ? Nhanh đi. Không sao đâu, tao uống luôn thuốc chuột rồi. Suka, làm bạn gái tớ nhé. Xin lỗi cậu, tớ có bạn trai rồi. Sau khi Su chia tay, cậu làm bạn gái tớ nhé. Chúng ta cần có thời gian. Một thời gian sau, cậu làm bạn gái tớ nhé. Nhưng tớ đã có bạn trai mới rồi. Giữ thằng nhóc này, mệt quá. 11 giờ khuya rồi, ai mà điện thoại giờ này vậy chứ? Alo, no, Pokemon Go, I'm Doraemon đây. Xin lỗi, tôi sẽ tìm cách ạ. Hàng xóm than phiền vì thằng cu khóc quá to, họ không ngủ được. Thôi, để tớ hát cho nó ngủ vậy. Nhìn tiền trong ví, từng ngày tháng sau cứ mãi vơi dần đi. Tiền về nơi đâu, không ăn chơi nhưng sao chẳng đủ xài. Tiền nhà điện nước, cứ mỗi tháng vẫn cứ mãi tăng đều lên. Tiền lương vẫn thế, đang làm thuê nên đâu có được nhiều. Sáng sớm đi làm đến khuya.
giường nằm. Phía trước bây giờ ta đã xác định là sẽ FA dài. Đêm qua mơ cười được chân dài, bước mình ngắm mùi gió trên vai. Thế cả bây giờ đây. Alo, tôi nghe đây à? Sao? Để thằng nhóc khóc cũng được à? Từ khi quen em, anh đã biết bối rồi. Vì những lúc thấy em ăn hàng, em ăn hết canh cua, quay sang ăn bún bò, còn mì tôm em cũng đắp luôn. Người ta lương cao, còn anh đây lương quá thấp, mà anh cũng đã trao em rồi. Em ăn hàng thấy ghê, cho lòng tái tê. Cuộc tình này dài lâu, thì thôi, tiền anh bay hết. Nếu một mai trên đường đời tấp nập, anh vô tình anh giẫm phải chân em, em lít nhẹ nhìn thẹt thùng em nói: con mẹ mày, sao mày giẫm chân tao? Chê tao mập, tao đập dập chứ. Mênh mông muôn mẫu một màn mưa, mỏi mắt miên man mãi mịt mờ, mộng mị mỏi mòn mai một một. Mí miều may mắn, may mà mưa hay nỗi niềm non nước náo lùng, lối lầm lạc lối lạnh lùng lẻ loi, tâm tình tan tác tả tơi, ngại ngùng ngao ngán nghĩ người ngẩn ngơ. Có anh chàng củ chuối, nhà ở bên bờ suối, yêu cô nàng bán muối, nhà có một cây chuối, họ thương nhau đắm đuối, dắt nhau ra bờ suối, rồi dìm nhau chết đuối. Thế là hết đoạn cuối một câu chuyện củ chuối. Nghe xong tôi cũng đuối. Yêu nhau thắm thiết mà chia tay hồi nào đéo biết. Đến một ngày cây bất chợt hỏi lá: nếu cây chết thì lá có buồn không? Lá âm thầm rồi gật đầu khẽ đáp: mày chưa chết tao rụng mẹ nó rồi. Ngước mặt lên hỏi ông trời: bao giờ tìm được một người yêu con? Nhếch môi ông nói một điều: vào giữa tháng 6, một chiều tuyết rơi. Không chịu, không chịu, không chịu đâu. Lô, đọc thuộc lòng bài thu điếu cho thầy. Dạ. Điếu cày lạnh lẽo nước trong veo, một lão già kia bé tèo teo. Châm lửa đo mồm đang định rít, vợ ra thu điếu vứt cái vào. Trời mưa bong bóng phập phồng, nhớ ngày thơ bé đồng ngồng tắm mưa. Gió thổi cái ấy đung đưa, thấy cô hàng xóm say sưa ngắm nhìn. Sau bao ngày mưa, ta lại nhìn thấy nắng. Sau bao ngày nắng, ta thấy mình đen thui. Tim còn đập là còn yêu dồn dập, yêu dồn dập là còn ngu nhiều tập. Cưa không đổ thì tán đổ, tán không đổ thì đạp đổ, đạp không đổ thì bóp cổ. Chán đời tự tử lên sân thượng,
gió thổi hiu hiu ngủ tới chiều. Ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên. Nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống cũng thấy chẳng ai thèm nhìn. Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta thấy mình vẫn còn sống nhan găng. Nếu một ngày bạn vấp ngã trong cuộc đời, mình sẽ đến bên bạn khẽ nói: ngu thế, mắt để dưới mông hả? Buồn buồn ta đếm sao đêm, ủa sao sao sáng sao mờ vậy ta? Nghĩ hoài nghĩ mãi không ra, thôi thì đi ngủ kệ cha chúng mày. Đôi lúc hâm hâm cho tâm hồn thanh thản, nhiều lúc nói nhảm cho cuộc đời thêm vui. Bây giờ mình không phải ế, mà là đợi người tử tế để yêu. Đông vợ đông chồng, tắt biển đông xong chết. Đầu tháng hoa mới nở, lại thấy ông chủ nhà miệng cười tươi hớn hở, tăng giá phòng rồi nha. Có một ngày em mặc áo cô dâu, anh chụp cùng nhưng không là chú rể. Để sau này con lớn em sẽ kể, bố của con là chú chụp ảnh cùng. Anh hỏi em nước gì là mặn nhất, em trả lời là nước mắt phải không? Anh lắc nhẹ bảo rằng em chưa hiểu, nước mặn nhất là nước mắm chân su. Đố ai nằm võng không đưa, đố ai gặp lại người xưa không nhìn, đố ai quên được chữ tình, đố ai quên được bóng hình người yêu. Người chết nằm võng không đưa, người mù gặp lại người xưa không nhìn, người điên quên được chữ tình, người khùng quên được bóng hình người yêu. Leo rào ta định vào vườn, gặp phải con chó tìm đường leo ra. Gặp bà chủ nợ từ xa, trời ơi giờ biết leo ra hay vào. Mười ngàn bỏ túi làm chi, mua tờ vé số có khi đổi đời. Chiều về gió thổi hiu hiu, vì ham tỷ rưỡi mất tiêu mười ngàn. Yêu em không phải lên giường, yêu em là phải lên phường kết hôn. Yêu đến phát điên nhưng vẫn hồn nhiên im lặng, nhớ đến phát khùng nhưng vẫn lạnh lùng làm ngơ. Có thể buông xuôi tất cả nhưng không được phép buông thả thông tin. Làm trai bốn bề là nhà, loại trai như thế chắc là ăn xin. Bao lần tán gái mất công, hôm thì chó đuổi, hôm không ở nhà. Mấy hôm gặp phải ông già, mời vào uống nước, toàn trà đá thiêu. Thất tình tự tử đu cây mận, cây mận rung rinh ngã cái ình. Ai ngờ dưới đất cây đinh nhọn, không chết vì tình, chết vì đinh. Tối nay